Hello các bạn đã vào kênh của mình. Hôm nay làm lễ cảm tạ của một tín đồ. Thì từ quay xe đã rồi quay đồ ăn sau. Đây là chiếc xe tự đóng đó anh em. Chiếc xe tự đóng luôn anh em ơi. Đây là anh chủ chiếc xe này đó. Rồi nổ máy thử coi. Nổ máy thử coi. Đây đây giúp anh em đi. Anh em giúp bỏ mấy cái đồ xuống rồi nổ máy thử nhé. Là công nông đầu cái này đầu ngang quá. Đầu ngang đó. Công nông đầu ngang anh em ơi. Tự đóng quá anh em ạ. Rồi giúp một chút đi. Đây anh em giúp một chút đi. Để nổ máy chạy thử. Máy Giang Đông. Xong quay xe hôm nay có ba cái điều cảm tạ luôn. Một chiếc xe này đóng xong xíu nữa mình quay chiếc xe con của mình. Biết lái không đó? Tập được rồi rồi duy mình cơ các bạn. Đây. Mệt mà. Dắt rồi. Quá đẹp luôn. Thử thôi. Tổng bao nhiêu đây? Bao nhiêu tiền đây? Đồm. Hỏi đồm bắt là pinh hoa chứ. Chú. Đêm hết ngư à? Hình như là gần 100 triệu. Cả con đã kia. Cả con cán rồi. Cũng 100 triệu anh em. Đây con nông đầu ngang, con nông đầu ngang đấy, đẹp. Em mà bình tập thành công
thằng nông nó lập đi để nuôi nó đã bảo đẹp rồi còn lập đi nuôi nó hỏi tao lập rồi tao bị mệt nó lập rồi giờ dục có sợ giờ ra lập phong cái tay bây giờ chơi cái tay ảo giờ tao như vậy nên là xịt cái thằng con tinh và mọc nó chưa bị sưng con nòng để con tinh con nòng này con nòng hầm mọc chưa quá rồi chưa thì hầm hầm ao cái con bắt được nhiều nhìn cái hầm bên kia này rồi được rồi từ tối mỗi nọ nó để bật cái lề tầng nó cầu 2,5 tấn cầu Isuzu Isuzu 2,5 tấn nghe nói là cầu này đi nhanh quá thợ chính đây cười gì thợ chính cười gì chỉ đây là mới lần đầu tiên làm á đây á nè phỏng vấn đây này phỏng vấn đây ở cái vấn luôn này bán xe này đi quay một vòng nữa bên nữa rồi, bên thư lắm nữa rồi. Đó thư. Bên quay bên này. Thử đi. Bên lắp để đặt bên. Bên tốt vừa giờ thử bên như thế nào ha. Bên là lắp nó đi chờ. Đây là những đầu bếp xem thử hương ốc đây là hai đôi số 99 là ý nghĩa gì số cầu vui kìa đây trên nguồn lâm lòng đây chứ không ạ khăn tan là này khăn lăn cái nỏ bắt tan là tè cả nhà từ giờ rồi thì ăn mừng lắm vừa quay vừa nhâm thứ này ngon không món đặc sản tây nguyên.
đây là món long dôi. Nó tầm cúc rồi, tầm cúc rồi. Tụ lô rồi. À đúng rồi, nó bắn mắt luôn, chẳng thế. Huệ dọc chẳng thế lắm. Chẳng nó nào, ta nó. Ai cũng phải là bầm. Đây, món đặc sản này. Đây, thấy không? Ai tai lục bò cái chép đây này. Công nông xong chiếc này nữa Thank you.